Ly có bao giờ đi xe đạp giống vậy chưa? Nhưng mà ngồi đằng sau hả? Chưa bao giờ ngồi đằng trước hả? Chưa. Ờ. Em sợ đi té lắm. Em bị té cũng đau. Vì em cũng đi té một lần rồi, đau lắm. Nori 7 tuổi đúng không? Hôm nay đi bơi với Tiêu Tôn sẽ hướng dẫn Nori sửa lại kỹ thuật bơi người cá cho đúng nha. Bí quyết của Tiun giúp một người thường trở thành người cá nhanh chóng là làm chủ được hơi thở của mình. Hiểu không? Em kiểm soát được hơi thở của em. Em luôn chú ý đến nó. Chú ý đến hơi thở của mình, lúc hít vào, lúc thở ra mình đều quan sát nó. Mình giữ được hơi thở tốt thì mình mới có thể bơi người cá tốt được. Nha, chứ không phải là động tác mà là hơi thở. Hello, xin chào các bạn. Cho mình một vé nè. Cho em nhỏ 7 tuổi nè. Hả? Vé cho em nhỏ 7 tuổi đâu rồi? Đây, vé cho em nhỏ 7 tuổi. Rồi, đánh dấu giùm Tiun luôn nha. Dạ. Cảm ơn. Hả? Winnie hả? Winnie chưa có đi, đợi Winnie đi. Em biến hình người cá trước đi. Em có đem theo đồ rồi đúng không? Mặc cái da vô trước đi. Cái đuôi để họ ra mặc cái da em đâu. Rồi vài bữa nữa tôi cũng thiết kế xong ba lô người cá rồi. Tôi đưa ba lô cho em xài ha. Rồi đi vô trong toilet thay đồ. Em ra ngoài kia nha. Em bơi một nhịp cho Tiêu nhớ nhịp một nhịp không? Hít hơi vào nổi đuôi lên rồi mới lắc đuôi nha. Nhớ nổi đuôi lên rồi mới lắc đuôi nha. Rồi đi bơi đi. Nhớ nha, nổi đuôi lên mới lắc đuôi đến 1, 2, 3 thở ra bằng mũi nha. Ok người cá. Bơi nha. Giỏi quá. Bị lúng túng rồi, làm được đúng một cái à, mấy cái sau nó chưa được, làm tiếp. Xin chào, hôm nay tôi sẽ làm một cái clip hướng dẫn người thường thành người cá nhanh nhất thế giới. Ở đây là tôi có bạn người cá Nori, bạn này mới học bơi thôi mà kỹ thuật tay chân thở của bạn còn rất là yếu. Và từ khi có được chiếc đuôi người cá rồi thì bạn ấy là biết bơi người cá nhưng mà các động tác của bạn ấy đều chưa hoàn hảo. Còn đối với những bạn chưa biết bơi bao giờ muốn trở thành người cá nhanh chóng nhất, đó là giữ được hơi thở của mình. Rồi, bạn Nori ngồi lên đi. Tôi sẽ hướng dẫn cho bạn Nori. Thả miệng ra hít hơi vào. Ngậm miệng lại nín thở. Đếm 1, 2, 3 thở ra bằng mũi. Rồi kéo tay, ấn xuống nước, ngẩng mặt lên, thả miệng hít hơi vào. Đó, đối với những bạn mà chưa biết bơi chỉ cần nghe như vậy rồi làm theo thôi là cũng có thể nổi được người trên mặt nước rồi. Các bạn xuống nước các bạn đừng có thở liên tục. Thở liên tục là sẽ bị mệt á. Nên hít hơi vào bằng miệng, ngậm miệng lại, nín thở chờ một chút. Rồi đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Rồi kéo tay nhấn xuống nước, ngẩng mặt hả miệng ra hít hơi vào. Đó, Nori làm lại cho các bạn xem nha. Nori mới 7 tuổi rồi các bạn ơi. Đúng rồi. Đó. Còn á, khi mà mình cảm thấy mệt mà mình đuối nước á thì tay của mình á, theo quán tính á, mọi người thường lấy tay quạt xuống nước. Quạt chuối xuống nước như vậy. Nhưng mà bơi theo người cá là tay phải vuốt nước qua lại mới đúng, mới giữ được thăng bằng trong nước. Chứ mình mà kéo cái tay mà cứ cào cào nước giống như bơi chó là nước chỉ có vô miệng của mình, vô mặt của mình rồi mình hết hơi mà đuối sức rồi mình chết luôn á các bạn. Nên các bạn phải kéo tay qua lại, vuốt nước qua lại nha. Rồi, Nori vuốt nước nổi người cho mấy bạn xem đi Nori. Các bạn thấy không, Nori nín thở là Nori đã nổi người được lên mặt nước rồi. Cùng hỗ trợ của chiếc đuôi. Cho
xem lại nha anh. Ờ đó, Vuri nổi mặt trên mặt nước luôn luôn rồi đó các bạn thấy không? Nhớ nín thở, hít hơi vào nín thở là nổi người lên được. Nori bơi tốt không? Đó, trở thành người cá mình mới làm quen với nước thì mình bơi như vậy là đã được rồi. Chủ yếu là tay và thở, chân thì không quan trọng. Chủ yếu vào tay và thở cho đúng ha. Các bạn thấy làm đệ tử của tôi sướng không? Được chăm sóc quá ư là đặc biệt. Trong khi tôi đang cố gắng dạy cho các bạn những điều tốt đẹp, những bí quyết để làm chủ thân thể và sức khỏe và trí tuệ của mình, thì trên mạng toàn là những thứ độc hại ngay một tràn lan. Gì đâu mà tôi thấy lên mạng có người chứng tỏ là ăn uống thù lố, ăn lần 10kg thạch, ăn lần 100 quả trứng, uống lần mấy trăm chai nước ngọt gì đó, không biết nữa. Thấy cái tựa nó ghi là biết xạo rồi. Cái đó là kỹ thuật dựng phim, cắt ghép mấy cái farm lại để làm hiệu ứng, để chứng tỏ ăn nhanh, ăn nhiều. Ngay cả vận động viên bơi lội số 1 thế giới là kình ngư Michael Phelps, anh ta ăn khẩu phần một ngày là hơn 5.000 kilocalo và vẫn chưa chứng tỏ mình ăn uống nhiều được như vậy. Trong khi một người ốm cơ bắp thì không thấy đâu hết trơn á, mà ngồi ăn cả đống thức ăn như vậy. Mà các bạn cũng có thể coi được để lên hàng triệu view. Thật sự các bạn đã bị họ lừa rồi. Bởi vậy mấy cái trò lừa đảo này không thể qua mắt được Tuyun. Tuyun làm công nghệ, Tuyun làm quảng cáo, Tuyun làm thiết kế, Tuyun làm về phim ảnh. Nên các bạn càng xem những cái thứ tiêu cực ấy chỉ làm cho các bạn càng trở nên ngu ngốc, làm những việc khờ dại như họ, bởi vì họ không đủ trí tuệ để làm những việc tốt hơn, tích cực hơn, nên họ chỉ có thể làm được như vậy. Đối với họ miếng ăn là hay lắm, đội ở trên đầu á, cái miếng ăn là miếng tồi tàn. Tại sao người ta lại đem lên mạng để thể hiện cái cách ăn uống của người ta cho các bạn xem? Bởi vì người ta không có cái đầu để suy nghĩ. Cái phần con của người ta nhiều hơn cái phần người, người ta chưa có thành nhân được. Các bạn mà trở thành người cá thì mới có thể thành nhân, rồi có thể thành danh nhân, rồi có thể thành vĩ nhân, thậm chí là thánh nhân, là tiên nhân. Còn cứ tiếp tục coi những cái thói hư tật xấu này thì các bạn chỉ có thể trở thành ác nhân, tội nhân. Em tên gì? Nguyễn Anh Duy. Nguyễn Anh Duy. Hồi xưa là em toàn coi video của anh không á. Vậy hả? Giờ em coi video của ai? Út Banana. Cái đó làm hay không? Làm toàn game Minecraft không em. Em coi để em học mấy cái mod. Để chơi game á hả? Em, nhưng mà cái đó không có ích cho em đâu, biết sao không? Bây giờ em khóa luôn. Ừ đúng rồi. Làm người cá giống Tiêu nè, mấy em nhỏ được đi bơi, đi chơi khắp nơi. Cuối tháng này anh dẫn mấy bạn nhỏ đi bơi với cá heo nữa nè. Chắc vậy. Chứ nhà chơi điện tử rồi coi mấy cái cá trên mạng có lợi ích gì cho mấy em, cho sức khỏe mấy em đâu. Dạ hôm nay là em sẽ coi cái video này mà. Không rồi em cũng không coi video của anh. Lâu rồi không coi video của Tiêu hả? Đúng rồi, hôm nay em sẽ coi và em cũng sẽ thấy em tè tè lâu rồi mới được lên lại video. Rồi Winnie bơi tiếp 9 vòng nữa cho Tiun nha. Dạ. Để tôi nói chuyện với mấy bạn này xíu đã. Ồ, xin chào hai bạn khỏe không? Hai bạn cũng làm người cá luôn đi. Thấy hai bạn bơi cũng lâu ở đây rồi đó, sao không làm người cá luôn vậy? Sao không biết? Hai bạn đừng nói mắc cỡ với Tion nha. Mắc cỡ nữa kìa. Ủa mẹ ơi, Quỳnh Anh lần đầu tiên cũng mắc cỡ vậy? Ủa Quỳnh Anh lần đầu tiên gặp Tion cũng mắc cỡ hả? Sao giờ hết mắc cỡ rồi? Thành người cá là hết mắc cỡ đúng không? Hai bạn này vẫn còn là người thường nên hai bạn ấy vẫn còn mắc cỡ đó. Không, nhưng mà người thường. Anh thua đây là hả? Em vẫn là người thường mà. Ê, người thường sao, người thường sao? Bạo lực lắm. Người thường làm người thường bạo lực lắm hả? Làm người cá ôn hòa hơn đúng không? Anh ơi. Tính tình thân thiện hơn đúng không? Đây vẫn là người thường nhưng mà mai mốt sẽ thành người cá. Đâu ai ai? Em cũng là người thường nè. Người thường mà người này là không biết mắc cỡ. Người thường này tại chắc đi bơi nhiều quá nó tiến hóa thành hải cẩu hay gì vậy? Ẩu ẩu luôn kìa. Cuối tháng này tôi đi bơi với hải cẩu á.
Trời ơi, tôi sẽ quay clip hải cẩu chơi với hải cẩu giùm em. Đi về nhà hỏi mẹ con Quỳnh Anh có được đi bơi cá heo ở hồ bơi không nha. Ok, hồi hỏi luôn. Tôi đâu có thấy cái này đâu. Rồi phỏng vấn mấy bạn người thường tiếp. Mấy bạn người thường ơi, chừng nào làm người cá vậy? Hôm bữa thấy bạn người thường này xuất hiện trên báo đúng không? Thi cái gì ạ? Hôm bữa em thi cái gì? Đậu không? Làm người cá đi là đậu chắc rồi. Làm người thường nó không có đặc biệt nên nó khó đậu á. Anh nói cho em qua. Mấy giờ mấy em mới bơi? Chuẩn bị bơi hả? Ok. Bye bye nha. Người cá thì khép khép lại, còn người bình thường thì bơi to chân là bơi rồi. Chung quá. Thôi em vô. Đúng rồi, làm người cá người ta bơi khép nép ha. Làm người thường bơi tẹt háng rồi thấy ớn mà. Anh ơi cho em vô. Chán chỗ quá à. Chán chỗ quá đúng không mấy em? Đúng rồi. Trời ơi, bơi ớn là cái tẹt nét nhất luôn. Có khi đạp trúng người ta nữa đúng không? Ờ đúng rồi, bơi. Còn bơi ớn là cá thì chỉ cần vẫy cái đuôi và bơi cho nó. Anh yêu, có lần anh thả một bé đá cá đi rồi đúng không? Sao nói chuyện chất quốc, người ta đang nói chuyện người cá mà người ta đâu rác cá vô nữa vậy? Trời ơi, thả rác cá ở hoang dã đúng không? Ừ. Mới có một bạn rác cá cần giúp đỡ nữa nè, bị người ta làm cho đứt cái đuôi luôn. Có lần bị dính bẫy đứt cái đuôi á. Tôi phải cứu đem về mai đuôi lại xong rồi đem chữa bệnh nữa, mệt lắm. Đuối. Anh Tê Ôn, anh nói về quanh Tê Ôn vậy nhưng mà Tê Ôn á. Đúng không anh? Trời ơi, thấy người ta không phải là chơi tôi ôi mà trời ơi, một lần là một mấy cái like luôn á. Đúng rồi, càng chơi tôi càng nổi tiếng á, biết không? Hiểu không? Tôi không phải chơi mà là tôi được quá trời người khen, không phải là chơi nữa. Nhưng mà tôi muốn nhiều người chơi. Bởi vì mấy người chơi là mấy người xấu đúng không? Toàn là mấy người tốt gặp Tuyên không mà Tuyên cần mấy người xấu gặp Tuyên. Để Tuyên giúp mấy người đó thành người cá, thành người tốt luôn, hiểu không? Nên Tuyên cần nhiều người chê. Anh biết sao không? Tại trong kênh YouTube của Tuyên toàn mấy bạn người tốt không mà mấy bạn ấy không có nói gì tới Tuyên á. Mấy bạn cứ im lặng xem clip của Tuyên. Nên Tuyên đang cần những bạn người xấu xa vô kênh của Tuyên chửi Tuyên đi. Nói Tuyên nhiều lên, chê nhiều lên. Nhưng mà thật ra làm như vậy á, mấy người xấu họ biết đến Tuyên thì họ coi clip Tuyên riết họ cũng trở thành người tốt thôi đúng không? Đó là lý do mà Tuyên cần được chửi. Bạn nói gì? Của em á, coi Tuyên viết xong rồi bạn chửi xong mà chửi nguyên cả lớp luôn. Bạn ấy bên vực Tuyên hả? Bạn ấy thành fan cồ của Tuyên hả? Ngày mai có gì Quỳnh Anh mang nuôi cá tự nhiên. Bữa nay xe đi rồi. Ok. Rồi, chào mấy em nha. Ủa mấy fan của Tuyên nhiều vậy luôn hả? Hồi xưa em cũng là fan của anh nè, bây giờ cũng là fan của anh luôn. Ok. Rồi mấy em tập bơi cùng với Tuyên nha. Bây giờ anh Quỳnh Anh lên YouTube Quỳnh Anh kiểm tra xem Quỳnh Anh có mặt. Hình quá không có mặt. Hình quá. Rồi bây giờ đừng có chỉ mấy quay vô Quỳnh Anh. Rồi bây giờ anh sẽ hướng dẫn cho mấy em tập lặn kiểu người cá nha. Tập lặn kiểu người cá. Lặn cho đúng kỹ thuật á. Bây giờ anh đếm 1, 2, 3 là hai em cùng nhau lặn xuống nước nha. Tay nâng ngang mặt nước, hít hơi vào rồi lặn xuống là gặp người lại. Hướng mũi tay xuống gót chân của mình nha. Lặn xuống nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Bạn Winnie lặn rất xa. Tiếp theo là bạn Nori. Mấy bạn đã lặn ra giữa hồ luôn, giỏi quá. Vậy là chương trình học bơi biến người thường thành người cá nhanh nhất thế giới của chúng ta hôm nay xin được phép khép lại. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Bye bye các bạn.